chính là kẹo thạch giòn dai. Và các bạn hãy cùng với Nhung khám phá xem kẹo này có gì thú vị nhé. Trên tay mình là hai gói kẹo thạch và mỗi một gói này có trị giá là 44k. Mỗi gói thì gồm có 22 cây kẹo thạch và đầy đủ 5 vị luôn, đó chính là xoài này, dứa này, cây cây, khoai môn và táo. Và bây giờ các bạn hãy cùng với Nhung trải nghiệm nhé. Mua hàng thì mình để dưới comment đấy, các bạn có thể xuống đó xem và mua về để trải nghiệm nha.